Kênh Marvelland chuyên review nhà đất chính chủ. Kính chào quý khách hàng. Hôm nay mình đang có mặt tại một cái vị trí lô đất ngay mặt tiền đường Võ Đề 6 thuộc xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thì cái mặt tiền này, đất này thì khi mua chúng ta sẽ tặng được một cái nhà cấp 4, chúng ta có thể ở tạm được vì nhá. Con đường này thì là con đường Võ Đề 6, đi thẳng đây là hướng về chỗ đường Hùng Vương, đường đi Thế Tổ. Và từ vị trí này đây mình cắt ra chỗ phà cái lái nó khoảng tầm hơn 7 cây số nhé, và cách khu công nghiệp thì nó khoảng hơn 20 cây. Vị trí này thì mình sẽ phần sau mình sẽ cho mọi người xem cái sổ và các tiện ích xung quanh được rõ hơn trên vị trí bản đồ và Google Map. Và đi thẳng đây là một cái dự án cũng khá lớn của Vin ở thẳng nơi đây. Thì về tiềm năng ở nơi đây thì nó về định hướng sẽ nơi này có vài thông tin, thì nơi đây sẽ đi ra cổ làm một cái cầu cắt lái qua đây, nhưng mà đó là các thông tin và hướng ra thông tin chia sẻ thôi. Còn phà cắt lái chính thức thì chưa chính xác, nhưng mà hiện nay thì theo tin đồn và một số tin thì nơi đây sẽ đi ngang qua cầu cắt lái. Thì cái quay lại cái này chính của cái sản phẩm hôm nay, chính chủ hôm nay mình có một cái sản phẩm, một cái nhà cấp 4, bán đất tặng một nhà cấp 4 với diện tích là ngang 9.5, sâu 39 nhé, và trong đó nó có 280 mét thổ cư. Và cái này thì nó bị quy hoạch mở đường được hết 102 mét vuông nhé. Thì nó vị trí từ cái vị trí này qua đây nhé, ngang được 9,5 m. Rồi mọi người đi vô thực tế nhé. Thì cái nhà này thì hướng Tây Nam nên là khá là mát vậy nhé. Chúng này mua chúng ta có thể kinh doanh được này. Ở bên cạnh đây thì họ đã kinh doanh tạp hóa vậy này. Cái này thì ngang 9 m, chúng ta có thể phân làm hai lô được luôn. Và cái của nó tới 280 mét thổ cư vậy nhé. Đấy, thì cái nhà này thì mình thấy xuống nó hơi dốc vì cái nhà này khá lâu vậy này. Đấy. Cũng chỉ là cấp 4, nhưng mua chủ yếu mua đất thôi, nhưng mà nó đã có nhà sẵn rồi. Đây thì chỗ này gia chủ họ thiết kế, chỗ này là chỗ xe hơi này. Đấy, mình vì cái nhà lâu rồi thì cái đường ngày càng nâng cấp vậy. Này thì mọi thông tin đều liên hệ chính chủ nhé. Thì mình cái nhà cấp 4 mình sẽ quay sơ cho mọi người xem thôi. Đây thì mình có thể đâm xe hơi xuống đây, hoặc phía này thì họ cũng có thể để chiếc cho mình một xe hơi này. Ngang nó tới 9,5 m vì nó cũng khá là rộng. Đây, cái này nó còn một cái phía đường hông cũng khá là rộng rãi mình nhé. Đấy, mình có quay sơ cho mọi người xem. Đây là cái khu vực phòng khách mình nhé. Đấy, phòng khách đây. Phòng khách thì nó cũng cũ rồi, mình không có quay nhiều về khu vực phòng khách nhé. Đây. Phòng khách này nó cũng đây có cái nệm rồi, có cái phản cũng tương đối rộng. Đó. Đây, mình quay sơ là cái ngôi nhà này thì đã gắn bó với gia chủ rất là lâu, nhưng mà vì gia đình nên là lý do gia đình nên là bên anh chị có bán. Đây, khu vực này mình đậu vài chiếc xe máy này. Đó, mình có thể nhìn ra phía này. Trong này nó có một phòng ngủ rồi nhé. Đó, phòng ngủ ở đây. Đó. Phòng khách. Và đây là cái khu vực dưới bếp rồi nhé. Dưới bếp. Đây là khu vực những cái phòng đồ đạc đây. Thế này thì mình có thể, đây là khu vực bếp nhé. Bếp. Đó. Đây thì mình có thể để một cạnh TV. Với cái nhà này thì mình xem sơ nó cũng khá là cũ. Đây là khu vực dưới nhà nhé mình nhé. Hả? Dưới nhà. Đấy, mình có cái bên hông này cũng khá là rộng mình. Quý vị, đây là thực tế số tờ số thửa
của lô đất xã Phúc Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đây vị này. Thì cái mặt tiền của nó là ngang 9,5 m này, đằng sâu nó có 9,2 m, nhưng mà bị quy hoạch mở đường là 102,1 m², đất giao thông nhé. Thì nếu mà quy hoạch mở đường thì đất này nó càng đẹp quý vị. Cái ưu điểm của cái vị trí lô đất mặt tiền của đường Võ Thị Sáu này thì nó có một cái ba có những ưu điểm thì mình có thể quan sát thực tế. Thì đầu tiên thì có một cái thông tin ban đầu mọi người cũng đã biết, thì cái phương án 1 là một cái con cầu phát cầu cắt lái hướng đi thẳng ra phà cắt lái, thì mọi người cũng có thể thấy đây. Đây vị này, thì mọi người thấy con đường này đó, đây là ra chỗ phà cắt lái, và phương án này đã được bỏ. Và phương án 2 thì sẽ có một cái đường đi phương 2 này đây, thẳng đây ra phà cắt lái đó. Và một số cái thông tin đó là sẽ có một cái cầu sẽ đâm thẳng, cái cầu sẽ đâm thẳng ra quận 7, và có một cái đường còn lại sẽ hướng về khu vực gần Iowa City. Thì trên quy hoạch của Đồng Nai thì mình thấy cái con đường thì nó đã thấy có cái con đường đi thẳng ra hướng ra phà cắt lái, hướng ra cái cầu. Đây là cái thông tin dự án của Vinhome Nhân Trạch Đồng Nai vậy này. Thì tổng diện tích của nó tới 212 hecta. Dự án này thì bao gồm biệt thự, nhà phố, nó tọa lạc tại xã Phú Hữu, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch. Nên là khi chúng ta mua cái sản phẩm này thì tiềm năng của nó khá là cao. Dự án này do tập đoàn của Vingroup làm chủ đầu tư, và công ty con là công ty cổ phần đô thị Nam Phát đã mua lại 93% của quỹ đất của Sen Việt. Dự án này khi mà triển khai thì vị trí nó đất nó khá là gần đó, mình có thể quan sát này ở trên quy hoạch nó nguyên khu này nhé vị nhé, nó gần cái sông. Chúng ta đi qua cầu cắt lái sau này nó rất là gần quý vị, một cái tiện ích mà chúng ta đáng để lưu tâm, để mua đầu tư lâu dài. Vì gia đình của chị cũng mong muốn bán. Đây là vị trí thực tế của Google Map, mình có thể xem để có thể xem các tiện ích ở đây và dân cư ở đây. Đó, vị trí của lô đất nó ngay màu chấm này quý vị. Mà đi thẳng đây, mà thấy dân cư ở đây cũng khá là nhiều vì nhá. Đây là chợ, có chợ Ông Đông này. Đó, mình có thể zoom nhỏ lại cho mọi người xem. Đó, ở phía này đây là một cái dự án của Vingroup này. Mà thấy không? 212 hecta cũng khá là lớn vì. Nên chúng ta cũng cạnh cái nơi đây cũng có, chúng ta để ý đây, có dự án của Vingroup ở đây thì các tiện ích qua đây thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Đây nó có chùa Pháp Vân, và đây là thẳng đường Võ Thị Sáu này, và có thấy thẳng đây. Đó, ở ngoài cái đường Võ Thị Sáu này thì nó đông hơn và kinh doanh nó cũng khá là nhiều này. Và ở phía này đây nó có một cái khu dân cư Phú Mỹ Hưng mới, cũng thuộc huyện Nhân Trạch luôn quý vị. Và đi thẳng đây là mình có thể giao ra đường Hùng Vương. Đó, trên này thì ra đường Hùng Vương và hướng ra chỗ 769 đi Thái Tổ, ra cả phà cắt lái, nó cũng giao thông nó cũng rất là tiện. Đó, đây là đường Hùng Vương vì này. Đó, đường Hùng Vương thì nó có thể quẹo ra hướng đường 769, đó là đường Lê Thái Tổ vì. Đó.
Đấy, một con đường chợ này, nó ra chợ Đại Phước nhé. Thì một cái nơi đây thì nó cũng có một cái nhược điểm là xa xa khu công nghiệp, vì nó mình có thể zoom thực tế được rõ hơn này đó. Để đường Hùng Vương nhé mình nhé, đây Hùng Vương này, nó đi thẳng thẳng đây là ra được 769 này đó. Thì mình thấy trên quy hoạch thì nó đã có một cái con đường đi thẳng qua bắc qua sông rồi mình nhé, nhưng mà trên còn chính xác thì cái cầu Cát Lái khi vị trí chính xác và khi là làm thì chưa có thông tin chính thức. À, quanh đây thì mình có thể thấy nó cách khu công nghiệp cũng tương đối là xa, nó có một coi như nó bao quanh sông này. Nhân Trạch là cái vị trí mà sau này nó sẽ phải lên thành phố Nhân Trạch, nên là sau này nơi đây nó sẽ thành cái trung tâm và kết nối ra khu vực Hồ Chí Minh, văn phòng công chứng này, trường cấp 3 Nhân Trạch. Đây nó có khu nghiệp Nhân Trạch này này, ngay đây. Đây mình có thể thấy cái khu Nhân Trạch ở ngoài này khá là lớn nhé, rất là nhiều, vì Nhân Trạch thì mình được dưới này là phía sau nhà mình nhé. Phía nhà thì có một cái nhà cấp 4 của người em của cái chị này đây nhé. Dưới này nó còn khá là sâu vậy nè, dưới này thì mình có thể trồng rau nuôi cá ở phía này. Đó, thì nó ở phía đằng sau này thì nó cũng một không gian cũng khá là rộng, vì cái chiều sâu của nó gần 40 mét rồi. Đằng sau này chúng ta có thể nuôi gà, nuôi trồng rau phía này, trước kia chúng ta có thể ở và kinh doanh luôn. Đây, đất mình nó nằm phía này nhé. Đây thì có một cái nhà cấp 4 của người em đang ở đây luôn nhé, đi đây gia đình ở luôn. Đây là cái nhà cấp 4 cũng cũ rồi, vì mình xin phép quay sơ để mọi người xem. Đây là cái phòng ngủ này. Hả? Đây là trên nhà nhé vị nhé, thì mình cũng có thể ở một cái gia đình ở được luôn. Đây là phòng khách. Đó, thì nhà này được có hai phòng ngủ và bếp và khu vực phòng khách, chính nhà nó được 2 căn. Nó cũng vừa ở tạm được nhé mình nhé, cái không đất này chỉ có bán đất là chính. Sau này thì nó cũng một cái không gian cũng vừa phải thôi. Giá mong muốn của anh chị đang mong muốn với giá là 15,5 tỷ có thương lượng chính chủ nhé. Thì mọi người mình có thể liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại của chị Hòa, qua số điện thoại mình sẽ để trên màn hình. À, số điện thoại là 079
7844239 chị Hòa nha mình nhé. Mình có thể để số điện thoại trực tiếp trên màn hình để cho mọi người xem thực tế cái đất tặng cái nhà cấp 4 nhé, để cho mọi người có thể liên hệ với chị Hòa. Khi mua đây thì chúng ta sẽ là có tận dụng được khá nhiều các tiện ích về tiềm năng ở Nhân Trạch. Nhân Trạch thì định hướng thì 2025 2030 25 thì sẽ định hướng về sau này sẽ trở thành một thành phố Nhân Trạch và có cầu cắt lái này, thì ở ngay cái vị trí đây, và có ưu điểm nữa là có dự án ngay dự án Vin, nên nó hơi xa so với trung tâm của Nhân Trạch nhé. Mình quay lại cho mọi người dưới này nữa. Mình có để cái vị trí trực tiếp Google Map và số tàu số thửa và cái thông tin để mọi người xem thực tế luôn. Đó. Mình sẽ phân tích kỹ hơn cho mọi người về cái số tàu số thửa và Google Map để mọi người có thể xem nhiều thông tin hơn. Và mình cũng xin tạm dừng cái video tại đây nha. Hẹn mọi người trong một cái video trong thời gian tới nha. Rồi mình xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Marvaland chuyên review nhà chính chủ, để mình có nhiều động lực hơn để làm các video review nhà chính chủ ở khu vực Đồng Nai và các khu lân cận. Rồi mình xin chào tất cả mọi người ạ.